phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo trật tự trên địa bàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm. Đơn vị chủ trì phối hợp với các cấp ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp lễ Tết, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là không được uống rượu bia, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Theo nhận định của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Do đó, các ban ngành đoàn thể và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn chặt với công tác phòng chống tội phạm, nhất là cao điểm những ngày giáp Tết. Toàn tỉnh phối hợp kiểm tra, rà soát, tăng cường bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, sửa chữa kịp thời tình trạng hư hỏng, bổ sung, chỉnh trang hệ thống cột tiêu, biển báo, đèn tín hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại công trình đang thi công, tạm ngừng thi công, quan trả mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết. Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang lưu ý, thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ triển khai phương án phân luồng điều tiết chống ùn tắc giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ cao như bến phà An Hòa, bến phà Tân Châu, bến phà Châu Giang, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, đò ngang, kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá vé, phương tiện và người lái trước khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với trường hợp người và phương tiện vi phạm không đủ điều kiện an toàn, tước phù hiệu, tạm đình chỉ kinh doanh đối với phương tiện, doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu sai quy định. Theo lãnh đạo công ty cổ phần phà An Giang cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phương tiện tăng cao trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, công ty đã quy động 37 chiếc phà trọng tải lớn vượt sông Tiền, sông Hậu tại 9 bến phà. Theo đó, công ty cổ phần phà An Giang sẽ bố trí 37 chiếc phà trọng tải từ 30 đến 200 tấn đưa hành khách phương tiện vượt sông Tiền, sông Hậu ở 9 bến phà, gồm phà Châu Giang nối thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, phà Tân Châu nối thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phà Năng Gù nối huyện Châu Phú, Phú Tân, phà Thuận Giang nối huyện Chợ Mới, Phú Tân, phà Mương Tranh nối huyện Châu Thành, Chợ Mới, phà Trà Ôn, Ô Môi nối thành phố Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng, phà An Hòa nối thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới, phà Dầm Cống nối thành phố Long Xuyên, An Giang, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Để đảm bảo phục vụ hành khách qua phà được an toàn, nhanh chóng, giao thông tại các bến phà được trật tự, an toàn, thông suốt trong dịp Tết Dương lịch, công ty cổ phần phà An Giang yêu cầu các xí nghiệp phà, tổ chức nhân sự, phương tiện phục vụ đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian chờ của khách. Trong không khí vui tươi phấn khởi những ngày cuối năm, Ban tổ chức Tết Quân dân thành phố Long Xuyên vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, trưởng Ban tổ chức Tết Quân dân thành phố Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều đã đến dự. Với chủ đề Thấm tình quân dân, Tết Quân dân năm 2024 diễn ra trên địa bàn phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2024, với các hoạt động phong phú, sôi nổi như tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vệ sinh, giảm giá đường giao thông, cải tạo cảnh quan môi trường, vận động nhân dân phân loại rác thải, xây dựng công trình tuyến đường cờ Tổ quốc, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cất nhà tình đồng đội, cho bộ đội tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, dè nhở, gói nấu bánh tét và tổ chức các trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Lực lượng vũ trang thành phố phối hợp cùng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn như lữ đoàn pháo binh 6, dân lữ đoàn 962, trung đoàn binh 3 phối hợp với đảng ủy, ủy ban dân phường Mỹ Quý cùng các ban ngành đoàn thể thành phố và phường tổ chức tốt các hoạt động tết quân dân. Trong đó có các hoạt động như là tổ chức dặm vá đường, vệ sinh môi trường, tổ chức khám, cấp bệnh, cấp thuốc và phát quà
cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Quý. Thì qua đó để góp phần lan tỏa những cái kết quả cũng như hiệu quả trong việc chăm lo cho bà con nhân dân, đặc biệt là mỗi khi Tết đến xuân về, để cho bà con nhân dân được an tâm cùng với cấp ủy chính quyền và ban ngành đoàn thể để chăm lo cho chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội và góp phần giữ vững vườn Mỹ Quý, phường Nhân Minh, đô thị. Ngay sau lễ xuất quân, trên 130 cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự, lực lượng dân quân các phường xã và đoàn viên thanh niên thành phố đã ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải nhựa, quét dọn, vệ sinh môi trường, thu gom rác tại rạch Xẻo Thoại thuộc khóm Tân Phú và Mỹ Quế, phường Mỹ Quý. Đặc biệt, 100 gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Quý đã được khám bệnh, cấp thuốc và nhận những phần quà thiết thực, ý nghĩa, ấm áp, nghĩa tình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy quân sự và đội ngũ y bác sĩ bệnh xá quân y tỉnh, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Bình dân thành phố tổ chức. Tôi là rất là vui được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bên Hội Cựu chiến binh quan tâm đến sức khỏe của hội viên, cũng đồng thời là gửi lời mời đến để coi như khám sức khỏe, cấp thuốc và phát quà. Đó là một cái tình thương yêu đoàn kết giữa quân dân và Hội Cựu chiến binh đã quan tâm đến hội viên. Cũng và cái cũng mang ơn mấy chú, mấy chú ở đây giúp đỡ này, giờ khổ nghèo cũng không được bị bán số mà đâu có tiền là mình khám bệnh, nhiều khi cô chú cho trả bảo hiểm này cũng có đỡ một chút, và nhờ mấy cô mấy chú ở đây giúp tận tình và lo lắng cho bà con cô bác ở đây và giúp đỡ nhiều. Tết quân dân năm 2024 tại phường Mỹ Quý đã và đang được khởi động bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Thông qua đó, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.